Vậy còn hoàng thượng trong mắt chỉ có cô ta thôi. Hoàng thượng đã muốn nhắc nhở bổn cung lạm quyền, ức hiếp hoàng hậu yêu dấu của người. Bởi vì Dung Âm là hoàng hậu của Trẫm, Cao Quý Phi bất kính hoàng hậu, bôi nhọ đi thiên hạ, tôi không thể tha. Từ ngày hôm nay, đứt bỏ phong hiệu, giam vào lãnh cung. Phàm những người liên quan đều giải tới hình bộ không chừa một ngày. Lệnh hình bộ và nha môn bàn bạc xét xử. Hoàng hậu nàng đừng lo, Trẫm đã sai người trị hết những kẻ trái lại này.